Kênh Bonsai Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với nhà vườn của em Tính, địa chỉ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn của em Tính. Chào Tính. Chào kênh Bonsai Cần Thơ nha. Kính thưa cô chú, thì qua hôm nay em có về một số phô mai tứ quý muốn giao lưu cùng cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc nha. Số điện thoại của em là 0907 86 30 11 20, cũng là số Zalo của em à. Để không mất lòng mất thời gian, em xin được phép vô cây thứ nhất. Hầu hết là phôi tứ quý không nghe cô chú anh chị. Cây này thân chậu rồi nha, tược lên nhiều, sống khỏe, giá cũng sinh viên cho cô chú về chơi ghép để bạn nha. Đây nè. Hoành là 17 nha cô chú. Cái cục đế của nó là 48 nha. Rồi cây số 1 em xin giao lưu là chiều cao cây là 55. Rồi mã số 1 giá 650.000. Bao ship toàn quốc. Cây số 2 nha. Mấy cây này em rút chậu hết nha cô chú anh chị. Bó là về chỉ ghép vô thôi nha cô chú anh chị. Chiều cao là 40. Mấy cái này sáng em đục lại cho nó mới nha. Chưa ha keo. Hoành vị trí này là 36 nha cô chú anh chị. Có cái này nhưng mà nó sành quá đá rồi nè. Không một. Củ 65 nha. Rồi cây số 2 này giá 1.100.000 luôn cô chú anh chị. Bào sống bào xếp. Mã số 3 cũng là phôi tứ quý. Cây này ghép giáo Hữu Đức được cũng mấy tháng nha cô chú anh chị. Mấy này dính hết rồi nha, đang đâm tược rất khỏe nha. Giáo Hữu Đức. Chiều cao là 53. Cây đâm tược rất là khỏe. Ghép em cắt lại để em dễ ship cho cô chú anh chị chơi nha. Hoành thân vị trí này là 27. Củ vị trí này 68 nha cô chú anh chị. Cây một cốt giọng lắc nè. Rồi cái này 3.2 triệu em bao ship luôn anh. Bao sống bao ship. Mấy cây này em ship chậu hết nha cô chú anh chị. Này nằm lưu nè. Cây quái. Nó hơi lỏng ở giữa. Mã số 4. Đế nó là xuống tới giữa chậu luôn nha. Tam phủ ấm tứ quý. Chiều cao là 48. Hoành vị trí đây là 30 nha cô chú anh chị. Cây kéo hẹo rất là mạnh nha, kéo nhựa rồi. Đế sổ là được 37. Tổng hoành đế 80. Rồi
cọng rễ rất là lực nha, mặt tiền nha cô chú anh chị. Cây này giá 2.3 triệu bao ship luôn. Cây số 4. Cây chậu. Tiếp theo cây số 5 nha cô chú anh chị. Phôi tứ quý. Cây kéo nhựa rất là mạnh nha cô chú anh chị. Chiều cao là 45. Ba mươi ba, 32 nghe cô chú anh chị. Độ sổ là 32. Còn xuống nè cô chú anh chị. Cũ đây 70 nha. Cây mã số 5 này giá là 4.200.000 nha cô chú anh chị. Bao ship bao chậu nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây mã số 6. Cây này nó nằm trong nguyên cái vỏ xe nha cô chú anh chị, đấy nôm. Kéo thẹo nhựa mạnh lắm nè. Chiều cao là 38. Hoành thân là 19 nha cô chú anh chị. Sổ là 35. Cây này đường kính bầu là 35 nha cô chú anh chị. Cây số 6 này em giao lưu là 3.2 triệu em bao ship. Bảy này em phôi lùng lực nha cô chú anh chị. Tam tài nha. Chiều cao là 40. Hoành thân vị trí này là 44 nha cô chú anh chị. Cây này nói chung là nó hoành nó cũng chẹt chẹt nhau mà. Trên đây cũng 44 nè. Rồi cái số 7 này 3.8 triệu em bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Cây này em làm bầu hơi nghiêng. Cây có cái củ tròn lắm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 49. Vị trí này là hoành 40 nha cô chú anh chị. Cây này ta có củ bự. Củ 36. Đường kính bầu là 40 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây mã số 8 này cũng 3.8 triệu luôn cô chú anh chị ơi.
qua là. Rồi tiếp theo là mã số 9 nha cô chú anh chị. Cụm gần nha. Này nó dính nha cô chú anh chị. Nói chung là cái thân này dính là chỉ có cây này hơi gờ gạt. Cây đây chứ. Nhưng mà cây giờ kiếm mấy cây gì cũng khó kiếm lắm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 53. Em đó hoành chung hai cái thân này, hai thân nạc này trước nha anh chị. 52. Thân bên đây là 29. Một thân thì 29. Nguyên cái hoành đế nó là một cộng thước dây đó 1,5 đó nha cô chú anh chị. Cái đường kính bầu của cái cây này là 55 nha. Rồi, cây mã số 9 này 4,8 triệu luôn nha. Em bao ship toàn quốc nha. Kéo lại. Kéo lại cho nhẹ. Rồi. Lấy cái xo thùng bê đây ta. Để ngoài đó. Mấy cây tứ quý này giờ bầu nguyên nặng ký lắm nha cô chú anh chị. Những cây nặng ký em xin nhận cọc em mới ship nha. Nè cô chú anh chị so sánh cái cây với cái thùng rất là bự sát nha cô chú anh chị. Rồi em xin đo thông số. Chiều cao là 63. Hoành 56 nha cô chú anh chị. Chạc dưới đây 60 nha. Phan đến lên đây cho cô chú. Trên giữa cây là 43 nha cô chú anh chị. Vị trí này là 1m18 nha cô chú anh chị. Đế nói chung không chống mặt nào cho nghe anh chú anh chị. Giờ mấy cây tứ quý sát bự này giờ khó kiếm lắm nha. Đi mua cũng cực lắm. Bốn quý bốn thằng. Cây em bao cây khỏe mạnh nha, không vấn đề gì ha. Cây này cây tàn dữ lắm, tại em bứng gì em cắt phôi, không có đường đi, không để tàn. Dạ cây cuối clip này cây số 10 em xin giao lưu là 18.500.000. Bao ship 200 km, tại cây này quá nặng anh ơi. Cuối clip em cũng xin cảm ơn kênh Bonsai, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh nha. Mong cô chú anh chị ủng hộ em để có động lực kiếm nhiều cây đẹp để phục vụ cô chú anh chị. Số điện thoại giao lưu của em là 0786301120, đồng thời cũng là số Zalo của em nè, 0786301120. Rồi.